bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi đọc báo buổi sáng với rất là nhiều tiết bài trên báo Đại biểu Nhân dân, báo Thanh niên, báo Tuổi trẻ và nhiều câu chuyện khác nhau từ câu chuyện liên quan đến chính sách và những câu chuyện dân sinh gần gũi. Bà chị Khánh Phương đang sẵn sàng với bài báo đầu tiên. Xin mời dạ chị. vâng thưa quý vị, bài báo đầu tiên chúng tôi muốn gửi đến quý vị sẽ là nội dung uh, có trên báo Đại biểu Nhân dân với nội dung bài viết này là dự thảo nghị quyết giảm thuế giá trị gia tăng kích cầu tiêu dùng phục hồi sản xuất kinh doanh được in trên trang số 4. Cụ thể, tại phiên họp sáng ngày 13 tháng 5, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí chủ trương giảm thuế giá trị gia tăng 2% đối với các hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế 10% với vi phạm đối tượng giảm thuế căn cứ tại nghị quyết số 43 của Quốc hội khóa 15. Nhằm kích cầu tiêu dùng, phục hồi sản xuất kinh doanh, Tuy nhiên, thì chính phủ cần đánh giá cụ thể tác động của việc giảm thuế đến tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách của nhà nước. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nhất là từ cuối quý 4 năm 2022 và những tháng đầu năm của năm nay năm 2023, đơn hàng tục giảm, đời sống người dân, sức khỏe doanh nghiệp tiếp tục bị bào mòn, thì việc giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% là việc cần thiết nhưng điều quan trọng là đối tượng hàng hóa dịch vụ nào sẽ được miễn giảm. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cũng lưu ý, 4 tháng đầu năm nay, nguồn thu ngân sách nhà nước đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Vì vậy, việc mở rộng phạm vi giảm thuế giá trị gia tăng phải đánh giá thật kỹ tác động đến thu sách nhà nước. Nhất là nhất trí về việc giảm thuế giá trị gia tăng 2% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% là nhằm phục hồi phát triển, kinh tế, hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Song Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã đề nghị khi trình Quốc hội, Chính phủ phải đưa ra lý lẽ thuyết phục hơn tiếp nối sẽ là một bài báo cũng là một câu chuyện cũng đang nóng lên trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua. ở gần đây thì chúng ta thấy là có một cái sự việc trên Facebook đó là một chủ tài khoản phát ngôn được cho là xúc phạm chủ tịch của một ngân hàng. sau đó thì chủ tài khoản này đã xóa bài, xóa cái tài khoản này của mình, xóa bài và xin lỗi trên Facebook. tuy nhiên chủ tịch ngân hàng không đồng ý và gửi yêu cầu xử lý chủ tài khoản để thanh tra sở thông tin truyền thông và thành phố hà nội. nói đơn giản là như này, ví dụ như là các bạn xúc phạm ai đó bằng lời nói và sau đó thì các bạn xóa cái lời nói đó. Facebook thì làm được nhưng mà trong đời thực thì không làm được. Khi mà mới đây sự việc này khiến một lần nữa làm cho dư luận băn khoăn về cái văn hóa ứng xử trên mạng xã hội. Nó có giống như cái việc là mỗi khi chúng ta nói thì chúng ta phải uống lưỡi 7 lần và nếu như sắp tới tài khoản Facebook của mọi người được định danh chính chủ thì trước khi chúng ta viết cái gì đó thì chúng ta cũng cần phải nghĩ 7 lần. Và đây cũng chính là một cái ẩn dụ được các phóng viên của báo tuổi trẻ đưa ra trên trang năm qua bài viết chính danh trên mạng, tạo thói quen nghĩ 7 lần trước khi gõ phím. Tiến sĩ Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh, trưởng bộ môn tội phạm học Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc định danh tài khoản mạng xã hội có ý nghĩa hợp lý uh, trong việc tác động đến tâm lý của người sử dụng mạng và họ sẽ chấm dứt tâm lý chủ quan rằng mạng xã hội chỉ là ảo. Thay vào đó, tiết chế hơn trước khi đặt tay lên bàn phím để phát ngôn, nói xấu, tung tin thất thiệt, tấn công cá nhân hay các tổ chức khác. Người dùng mạng cũng sẽ cân nhắc khi chia sẻ, truyền đưa các thông tin, hình ảnh thiếu kiểm chứng, sai trái, vi phạm đạo đức, tiêu chuẩn chung. Từ đó, việc định danh tài khoản mạng sẽ hạn chế các ứng xử lệch chuẩn trên mạng và lâu dần hình thành chuẩn mực văn hóa ứng xử. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Bảo Khánh, chính sách định danh người dùng mạng không hẳn sẽ được nhiều người dân hay nhà mạng đồng thuận. Việc định danh tài khoản mạng sẽ khiến người dùng có trách nhiệm hơn và lâu dài sẽ tạo ra cộng đồng mạng, xã hội mạng lành mạnh hơn, cũng là nhận định của ông Trần Hữu Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần dịch vụ an toàn thông tin thành phố Hồ Chí Minh, HISSC. Theo ông Dũng thì từ khi thực hiện luật an ninh mạng chúng ta vẫn chưa ràng buộc các nhà mạng quốc tế phải đặt máy chủ tại Việt Nam cũng như quản lý cơ sở dữ liệu người dùng cũng khó khả thi. Nhưng chắc chắn khi có hành lang pháp lý thì về lâu về dài chúng ta sẽ có những biện pháp quản lý phù hợp và cũng sẽ buộc các nhà mạng quốc tế phải tuân thủ. Ngoài ra cơ quan quản lý cũng nên tính đến các việc xác thực định danh tài khoản mạng xã hội sao cho đơn giản thuận tiện và bảo mật. Quý vị các bạn quan tâm đến bài viết này có thể tìm đọc trên trang năm của báo Tuổi trẻ và như các bạn cũng nhìn thấy ở trên bài của báo tuổi trẻ trang lớn thì chúng ta thấy bài viết kinh tế đêm đâu chỉ là ăn nhậu cũng là một bài rất là đáng chú ý đúng không chị Khánh Phương. Dạ vâng ạ và không chỉ có trên trang nhất mà nội dung chi tiết của bài viết này à, cũng được chuyển tải thêm trên trang số 6 và trang số 7 của bài à, bài báo tuổi trẻ số ra sáng ngày hôm nay với tựa đề là kinh tế đêm đâu chỉ là ăn nhậu giống như anh Lê Thắng vừa chia sẻ. Thưa quý vị, câu chuyện về kiểm soát nồng độ cồn làm ảnh hưởng đến kinh tế đêm thời gian qua đang được dư luận quan tâm. Thậm chí có ý kiến cho rằng là kinh tế đêm sẽ khó phát triển nếu như công an cứ tiếp tục kiểm soát gây gắt nồng độ cồn. Theo các chuyên gia thì không thể vì lợi ích kinh tế mà chúng ta có thể đánh đổi được với sức khỏe và sự an toàn của người dân. Tất cả đều phải thượng tôn pháp luật. Xoay quanh chủ đề này, thì tuổi trẻ cũng đã trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải thuộc Trường Đại học Việt Đức. Chúng tôi cũng xin trích ý kiến của ông Tuấn xoay quanh chủ đề này. Trả lời cho câu hỏi này, thì giải pháp xây dựng văn hóa giao thông gắn với phát triển kinh tế đêm của Việt Nam cần phải theo chiến lược nào? Ông Tuấn nhấn mạnh, để hình thành ý thức và thói quen đã uống rượu bia thì không lái xe là bài toán chiến lược lâu dài. Đối với những hành vi cần đồng bộ nhiều giải pháp cùng lúc vừa tăng mức xử phạt vừa kết hợp với tuyên truyền phải kiểm soát chặt chứ không phải là kiểm soát theo kiểu phong trào nay chặt mai lỏng Phát triển kinh tế ban đêm thì chúng ta phải tính toán nghiên cứu xem những ai hoạt động vào ban đêm, loại phương tiện nào, khung giờ nào cần thiết. Từ đó cung cấp giải pháp về hạ tầng, về giao thông công cộng, về dịch vụ. Không chỉ vậy, còn phải xây dựng chính sách quy định để hỗ trợ quản lý hoạt động kinh tế đêm. Và nguyên tắc bất di bất dịch là quy định về an toàn giao thông thì dù là ban ngày hay ban đêm cũng không được phép dỡ bỏ. 24 trên 24 giờ cũng phải đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là thiếu đội ngũ quản lý ở các phường đây là vấn đề cần được giải quyết để đảm bảo vấn đề an toàn, trực tự. Bên cạnh đó, phát triển kinh tế đêm phải quy hoạch khu vực để không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân sống ở đó. Để một chính sách có thể giúp cho phát triển kinh tế thì chính sách này cần phải bền vững, cần phải sáng tạo và quan trọng hơn nữa là cần phải có một nguồn lực để có thể thực thi những chính sách này một cách hiệu quả nhất. À, tuy nhiên chúng ta có thể thấy là rất là nhiều những cái khái niệm được đưa vào trong cái cái công tác quản lý để có thể kỳ vọng tạo ra những cái chuyển đổi mới. Những cái cụm từ như là chuyển đổi số, kinh tế đêm hoặc là xuất khẩu văn hóa hay là công nghiệp văn hóa là một cái trong những cái cụm từ đã được sử dụng rất là nhiều. Tuy nhiên đằng sau đó thì là cả một hệ thống và cả một nguồn lực để có thể vận hành và đó cũng là cái câu chuyện xảy ra ở tại Hà Nội liên quan đến những cái biến cố thăng trầm của Thăng Long Hà Nội thì lãnh đạo của thành phố Hà Nội cũng đang kỳ vọng rằng làm sao để có thể tạo ra một cái việc phát triển công nghiệp văn hóa thông qua những cái nguồn lực văn hóa sẵn có để hiện thực hóa được khát vọng rồng bay và đây cũng là một cái tuyến bài chính được quan tâm trên trang 1, trang 2 và trang 3 của báo pháp luật Việt Nam. Hãy cùng với chúng tôi trích đọc ngay sau đây. Tới 5 trang báo liên tục cho cái chủ đề này, đó là câu chuyện về Hà Nội phát triển công nghiệp văn hóa. Có thể kể ra một số bài viết tiêu biểu ở trong cái uh, chuỗi bài viết trên báo pháp luật Việt Nam như là Bảo tồn di sản kiến trúc thủ đô sánh vai với các thành phố di sản quốc tế được đăng tải trên trang 4 với nội dung xoay quanh việc bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản kiến trúc của thủ đô. Bài viết làm mới câu chuyện di sản từ phố các Hàng trên trang 5 thì lại kể về những cái trăn trở làm thế nào để có thể phát triển làng nghề, liên kết chuỗi các làng nghề và hộ kinh doanh để tạo nên một không gian văn hóa của 36 phố phường Hà Nội. Hay là bài viết nhận diện vật cản với phát triển công nghiệp văn hóa trên trang 6. Ở đây nêu rõ một thực trạng các ngành công nghiệp văn hóa tại thủ đô đang gặp nhiều thách thức do vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ rồi ô nhiễm môi trường. Từ tế này có thể dẫn tới sự thất bại của các nỗ lực xây dựng ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo tại thủ đô nếu không có những cái giải pháp sớm để khắc phục kịp thời và triệt để. Quý vị và các bạn có thể quan tâm đến những cái bài viết này cũng như là rất nhiều thông tin liên quan đến chủ đề Hà Nội phát triển công nghiệp văn hóa trên báo Pháp luật Việt Nam số ra ngày hôm nay. Cũng như là quý vị và các bạn quan tâm đến những cái câu chuyện liên quan đến...